Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Phục vụ cho mặt trận và lực lượng hàng không vũ trụ Nga gồm một loạt các phương tiện hủy diệt khác nhau, bao gồm cả một số loại và cải tiến của tên lửa không điều khiển. Tất cả số vũ khí này đều tìm thấy ứng dụng trong chiến dịch đặc biệt hiện tại và đảm bảo việc phi quân sự hóa Ukraine. Cùng với các loại vũ khí khác, một loại vũ khí nổi bật trong kho vũ khí của Nga là tên lửa máy bay không điều khiển S-13 Tulumbat cũng được sử dụng. Tên lửa này đã được đưa vào sử dụng vào khoảng 40 năm trước. Trên cơ sở đó, Nga đã tạo ra cả một dòng sản phẩm với các tính năng và thông số khác nhau. Dù tuổi đời đã cao, nhưng dòng S-13 vẫn là vũ khí hiệu quả và tiện lợi. Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa máy bay không điều khiển S-13 trong chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass gần như ngay từ những ngày đầu. Với sự trợ giúp của S-13, máy bay tấn công Su-25 cũng như trực thăng tấn công K-52 và Mi-28 đã tấn công nhiều mục tiêu, vật thể khác nhau, các vị trí và nơi tập trung quân của đối phương. Theo trang The Top World News cho biết tất cả các tên lửa thuộc dòng S-13 Tulumbat đều có thiết kế tương tự nhau, nhưng khác nhau ở một số tính năng nhất định. Sự khác biệt là do nhu cầu giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau và hoặc sự khác biệt về đặc tính chiến thuật và kỹ thuật. Tên lửa S-13 được sản xuất dưới dạng thân hình trụ thon dài, có đường kính đồng nhất hoặc thay đổi. Đầu đạn được đặt ở khoang đầu của thân tàu, phần chính được chuyển cho động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Đuôi có một phần có đường kính nhỏ hơn, được gắn với các bộ ổn định gấp lại, giúp tên lửa quay trong khi bay. Kích thước và trọng lượng của sản phẩm thay đổi khi phát triển. Do đó, S-13 cơ bản nhận được thân xe cỡ nòng kép có đường kính 90mm ở phần đầu với khoang động cơ 122mm. Tổng chiều dài đạt 2,54m với trọng lượng 57kg. Tên lửa S-13T tiếp theo cũng có thân hai cỡ nòng với chiều dài là 3,1m và trọng lượng là 57kg. Thiết bị chiến đấu nổ mảnh và nổ mạnh được đặt trong khoang đầu cỡ nòng 122mm. Tên lửa có đầu đạn như vậy, không lớn hơn hoặc nặng hơn S-13T. Đối với S-13T, một đầu đạn xuyên thấu song song đã được phát triển, trong đó đầu đạn hiện có được bổ sung bằng đầu đạn mới nặng 16,3kg. Khả năng xuyên thấu đã được cải thiện lên 6 mét đất và 1 mét bê tông. Tên lửa phân mảnh có sức nổ cao, mang đầu đạn nặng tới 33-38kg với sức nổ từ 7-15,5kg. Đầu đạn nổ thể tích của S-13D, S-13DF có khối lượng là 32-33kg. Sử dụng động cơ tiêu chuẩn, NRS-13 tăng tốc lên 650m/s. Tốc độ ban đầu của các tên lửa nặng hơn thuộc họ này giảm xuống còn 500-530m/s. Phạm vi phóng lên tới 3km đối với những sửa đổi ban đầu và lên tới 5-6km đối với những sửa đổi sau này. Vào đầu những năm 60 và 70, Bộ Quốc phòng Nga đã đi đến kết luận rằng cần phải tạo ra một NAR đầy hứa hẹn, có khả năng xuyên thủng các hầm trú ẩn bằng bê tông và đánh vào thiết bị cũng như nhân lực bên trong chúng. Sau những nghiên cứu sơ bộ cần thiết, năm 1973, ý tưởng này đã được đưa vào giai đoạn phát triển. Việc tạo ra một dự án với mã Tulumbat, một loại nhạc cụ gõ, được giao cho Viện Vật lý ứng dụng Novosibirsk, có tính đến nhiệm vụ kỹ thuật đặt ra và đặc thù của danh pháp NAR hiện có. Cỡ nòng tên lửa được chọn là 122mm hoặc 12,2cm, từ đó hình thành chỉ số S-13 làm tròn. Phiên bản đầu tiên của tên lửa nhận được thiết bị chiến đấu xuyên bê tông để phá hủy các vật thể và trang thiết bị được bảo vệ bên trong chúng. Sự phát triển của một loại tên lửa như vậy cho nó tiếp tục cho đến cuối thập kỷ này. Những tên lửa này được sử dụng tích cực trong các sự kiện huấn luyện và trong các hoạt động quân sự thực sự. Có thể mong đợi rằng các phiên bản khác của S-13, bao gồm những phát triển hoàn toàn mới, sẽ tiếp tục được sử dụng trong những thập kỷ tới. Tuổi thọ của tên lửa không dẫn đường này là do một số yếu tố chính sau. Trước hết đó là sự đơn giản trong thiết kế. Tên lửa không điều khiển có thiết kế đơn giản, dễ chế tạo, chi phí thấp, giúp có thể sản xuất tên lửa với số lượng lớn và tạo ra kho dự trữ với số lượng cần thiết. Theo đó, hàng không chiến đấu có cơ hội tích cực sử dụng tên lửa và giải quyết các vấn đề mà không cần lo lắng về việc tiêu thụ đạn dược và thành phần kinh tế của các cuộc không kích. Bất chấp sự đơn giản về kiến trúc, tất cả các phiên bản của S-13 đều thể hiện những đặc tính kỹ thuật và chiến thuật cao, tầm bắn đủ cao và sức mạnh của các đơn vị chiến đấu được đảm bảo. Ngoài ra, kiến trúc đơn giản tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện đại hóa. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách thay thế các bộ phận chính, động cơ và đầu đạn. Đối với dòng S-13, các đơn vị chiến đấu gồm 3 lớp chính với chức năng và khả năng chiến đấu khác nhau đã được tạo ra. Điều này cải thiện đáng kể tính linh hoạt trong hoạt động chiến đấu của các tàu sân bay tên lửa và cho phép chúng tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, từ nhân lực đến các công sự và nơi trú ẩn giả chiến. Xét về đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật,
Tulumbas chiếm vị trí trung gian giữa các tên lửa nhẹ hơn và nặng hơn được sản xuất trong nước, có thể chọn loại đạn phù hợp hơn với nhiệm vụ hiện tại và các điều kiện hiện có. Theo đó, tính linh hoạt của việc sử dụng vũ khí tên lửa không điều khiển nhìn chung tăng lên. Tính đến thời điểm hiện tại, tên lửa không điều khiển S-13 vẫn được phục vụ trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga và giữ được vị thế là một trong những mẫu phổ biến nhất. Mặc dù tuổi đời đã cao, nhưng dòng tên lửa này vẫn được sử dụng tích cực trong nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau và chống lại nhiều mục tiêu khác nhau của đối phương. Có thể thấy, kết quả của việc sử dụng kết hợp máy bay hiện đại với hệ thống điều khiển tiên tiến và tên lửa không điều khiển. Theo phía Nga, quá trình phi nhân sự hóa chế độ Kiev đang tiến triển thành công và Tulumbas với nhiều thay đổi khác nhau đang đóng góp nhất định cho việc này. Một loại vũ khí tên lửa khác của Nga cũng khiến cho Ukraine phải e ngại, đó là tên lửa KH-32. Tên lửa KH-32 được đánh giá hoàn toàn bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không đối phương vì có thể chịu đựng được đòn tấn công từ pháo quay cỡ nòng 20mm hoặc tên lửa không đối không. Theo Yuri Inat, người phát ngôn không quân Ukraine cho hay, tên lửa KH-22 bay với tốc độ 4.000 km/h, tiếp cận mục tiêu hầu như theo quỹ đạo đạn đạo nên cần có phương tiện đặc biệt để đánh chặn nó. Chúng tôi cần có hệ thống phòng không như Patriot của Mỹ. Đối phương đã sử dụng hơn 300 tên lửa như vậy kể từ khi xung đột nổ ra. Ngoài tên lửa KH-22, Nga còn sử dụng phiên bản hiện đại hơn của tên lửa này, KH-32. Có thể những tên lửa này hiện nay cũng đã được sử dụng. Tên lửa KH-22 được phát triển trong đầu những năm 1960 để xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương và phá hủy các tàu cỡ lớn, tàu sân bay, căn cứ quân sự, nhà máy điện và cầu. KH-32 là biến thể nâng cấp giống hệt tên lửa KH-22 về mặt vật lý. Tên lửa KH-32 được thiết kế để lắp trên máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3, được đưa vào biên chế năm 2016. Tên lửa mới có đầu đạn thông thường, động cơ tên lửa cải tiến và đầu dò hình ảnh radar mới. KH-32 có tầm bắn xa hơn nhưng đầu đạn lại nhỏ hơn của KH-22. Đầu dò của tên lửa KH-22 hoạt động ở tần số cố định nên dễ bị gây nhiễu radar. Đầu dò radar đa tần của tên lửa KH-32 ít bị gây nhiễu hơn. Nga đến nay đã sử dụng các tên lửa KH-47M2, Kinzhan và KH-22 để tấn công các mục tiêu kiên cố có giá trị cao như kho chứa dưới lòng đất và trung tâm chỉ huy. Tên lửa KH-47 là vũ khí thích hợp cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu như trung tâm ra quyết định. Trong khi đó, tên lửa KH-22 nhờ đầu đạn lớn hơn nên thích hợp cho các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khu vực như kho nhiên liệu và đạn dược. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!